tới hoặc là quà sinh nhật hay là muốn cho trẻ phát triển các kỹ năng ấy thì các bạn có thể tham khảo cái sách bài này nha. Cái sách bài này làm thì nó cũng không quá khó, tuy nhiên thì nó yêu cầu tỉ mỉ và cần khá là nhiều cái dụng cụ hỗ trợ. Mình cũng có một số cái video đã dạy một số trang trong thể sách bài. Tuy nhiên thì không thể trang nào mình cũng giới thiệu được, mình không hướng dẫn được. Cho nên là nếu như bạn nào mà có nhiều người yêu cầu thì mình sẽ cố gắng để thu xếp dạy các bạn. Còn bạn nào mà chưa có được thời gian hay bạn nào mà muốn mua sẵn ấy thì các bạn có thể liên hệ với mình nha, qua Facebook cá nhân hoặc là qua cái page sách vải của mình. Quyển này thì mình giới thiệu đơn giản thôi nên các bạn có thể nha. Đây là bìa tên sách của nhìn có nhận ra là trứng với cà rốt không ạ? Và tiếp theo là cha giúp trẻ phân biệt được các hình giống nhau, nhận biết được các hình giống nhau. Thế này, các bạn có thể thay đổi vị trí của sắc cho bé gái. Thì đây là quyển sách cho bé gái nên là mình làm màu nó khá là nữ tính. Còn cho bé trai các bạn có thể làm về ô tô, máy bay hay là các tùy thuộc vào tính cách của con mà các bạn có thể chọn màu sắc và các trang sách cho phù hợp nha. Như vậy